Nhưng à, chúng ta cùng đến, đến bài số 6 kiệt Thông à, Ở trong bài số 6 này, cấu trúc đầu tiên các bạn học là cấu trúc động từ cộng a o, so Trước đây trong chương trình số cấp một, chúng ta học là động tính cộng a o, so ý nghĩa là nguyên nhân kết quả vì nên. À, còn bài hôm nay chúng ta sẽ học là động từ cộng a-o-so với ý nghĩa thứ hai, đây là cấu trúc liệt kê hai hành động xảy ra liên tiếp có quan hệ với nhau. Thì cấu trúc này uh, sẽ dịch là để rồi à, mình làm hành động thứ nhất để rồi mình làm hành động thứ hai với nhau và riêng với ý nghĩa này thì về sau chúng ta có thể, thể dùng câu mệnh lệnh hoặc câu cầu khiến cái này khác với cả cách dùng nguyên nhân kết quả nha nguyên nhân kết quả thì chúng ta về sau chúng ta không được dùng mệnh lệnh thỉnh dụ cầu khiến còn đối với câu có quan hệ mục đích này thì chúng ta có thể về sau chúng ta có thể dùng câu mệnh lệnh thỉnh dụ cầu khiến bây giờ chúng ta cùng xem từng câu một nha 어제 친구를 만나서 영화를 봤어요 câu này có nghĩa là gì ạ ngày hôm qua em gặp bạn để rồi sau đó mình cùng với người bạn này đi xem phim chúng ta dịch là gì ạ hôm qua em gặp bạn để rồi đi xem phim si chang e kha khoai sắt lại tôi đi chợ để rồi mua hoa quả thế mục đích của cái việc đi chợ này là để để phục vụ cho hành động về sau là mua trái cây đúng không ạ khoai rân sắt sò là tôi rửa trái cây để rồi ăn 여기에 앉아서 기다리세요. hãy ngồi xuống đây để rồi chờ đợi. Thì chúng ta thấy là cái về, về sau này có câu mệnh lệnh đúng không? Kitariseyo. Thì đối với ý nghĩa số 2 của ao so để rồi này chúng ta được phép dùng mấy câu mệnh lệnh. Bây giờ thầy sẽ có hai câu ở đây ạ. Chúng ta cùng nhau so sánh để phân biệt cấu trúc ao so và trúc cô nha. Câu 1 là chinkuru mannau ku hakkyo và chinkuru thì hai câu này khác nhau như thế nào ạ? Các bạn thử suy nghĩ coi. Rồi, câu thứ nhất ấy, đây là liệt kê bình đẳng, tức là mình kể hai cái hành động ra và hai hành động này có cái uh, quan hệ là uh, bình đẳng với nhau. Uh, câu thứ nhất là gì ạ? Uh, tôi gặp bạn, đúng không? Uh, và tôi đi tới trường. Thì đây chỉ đơn thuần là liệt kê hai cái hành động thôi. Tức là um, hôm nay tôi làm hai việc. Việc thứ nhất là tôi gặp người bạn và việc thứ hai là tôi đi tới trường, đúng không ạ? Thì hai hành động này thì không có gì liên quan đến nhau cả à, Có thể là vào buổi sáng em gặp người bạn Đó, hành động đó kết thúc Và sau đó thì vào buổi chiều thì em đi tới trường Còn câu thứ hai là gì ạ? na so Tức là em gặp người bạn Và mục đích của việc gặp người bạn này là để đi tới trường Nhớ, thế như vậy, câu thứ nhất là chúng ta chỉ cần dịch là và được nhớ à, Em gặp người bạn và em đi đến trường Còn câu sau là gì ạ? Em gặp người bạn để rồi là cùng với người bạn đó đi tới trường Tiếp theo thì chúng ta sẽ học uh, cấu trúc là động tính cộng chiếu thì cái chiếu này có thể trong khẩu ngữ được rút gọn viết thành chiếu như này các bạn nhé đây chính là câu hỏi xác nhận lại thông tin chúng ta sẽ dịch là chứ hoặc là đúng chứ với danh từ thì các bạn để ý cho thầy là mình sẽ cộng với cả y chiếu nếu danh từ có phụ âm cuối thì là y chiếu còn không có thì là chiếu luôn thì hiện tại thì cộng với chiếu quá khứ là at -chi o chiếu còn tương lai là urian co chiếu hoặc là kết chiếu bây giờ mình cùng xem các câu nha 제전화번호 ò n hoa, bạn có biết số điện thoại của tôi chứ? 아니요, 몰라요. 알려주세요. không ạ? Tôi không biết ạ. 음, hãy cho tôi biết nhé. 김치찌개가 맵지요? 네, 너무 매워요. 아, c a n h kim chi thì cay chứ ạ? Ừ, khi mình muốn sang như lại thông tin một lần n ữ đúng không? Vâng, nó quá cay đi. Ừ, 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 Alo, đó có phải là nhà của thầy giáo Kim chưa ạ? Thì đây, chúng ta đã danh từ chịp này có phụ âm cuối Cho nên chúng ta sẽ kết hợp lại Y chiếu Còn câu sau ạ Kuko à, Yuna cái đó có phải là váy của bạn Yuna chứ, đúng không? Thì cái chima này không có bắt chim, các bạn cho cộng thẳng với chiều luôn. Câu sau thầy chi thì quá khứ này. Oje ừ, mani Hôm qua thì bạn đã rất là mệt, có phải không ạ? 이번 주말에 미술관에 갈 거죠? thì tương lai này à, vào cuối tuần này thì bạn sẽ đi tới mỹ thuật quán chứ hoặc là ca -si chi -si à, chắc là tới 2 giờ thì bạn có thể đến nơi chứ ạ nhớ đây là cấu trúc rất là dễ dùng ạ à, tiếp theo trong bài này thì chúng ta sẽ học số thứ tự nhé thì ở đây là vấn đề về từ vựng thôi à, thì mình sẽ có chấp bon trẻ là thứ nhất đúng không ạ? thì cái choponche này chúng ta có thể cộng với một cái danh từ ở phía sau ví dụ là choponche saram, tức là người thứ nhất, người đầu tiên á, đúng không ạ? À, choponche check, quyển sách số một, quyển sách đầu tiên, đúng không? choponche sepon đó và chúng ta sẽ có lần cuối cùng là 마지막. à, và chúng ta để ý này, lần đầu tiên chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cho thầy từ term các bạn nhớ term Bây giờ mình cùng xem ví dụ này. choponche cái người đầu tiên là ai? 우리 집은 골목에서 두 번째 집이에요 là nhà của tôi là nhà thứ hai ở trong ngõ 한국에 처음 왔어요 à, Đây là lần đầu tiên bạn tới Hàn Quốc có phải không ạ? Đúng không? Nếu mà đúng thì chúng ta trả lời gì ạ? 네, 처음이에요 Còn nếu mà lần thứ hai, lần thứ ba thì chúng ta sử dụng là gì ạ? 두 번째, 세 번째 nhé 아니요, 두 번째예요 Không ạ, là lần thứ hai Rồi mình hỏi thứ tự này có nhập ponche cả tôi là thứ mấy đúng không tôi là số thứ tự bao nhiêu mà chegmacnica chốn vì là à, số cuối cùng đúng không nên hãy chờ đợi rồi và có một cái ngữ pháp mà thầy sẽ dạy các bạn thêm ở trong cái bài này và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong các bài về sau đó chính là cấu trúc là động tính cộng ưu riêng ô. Thì thực ra ở trong sơ cấp 1 chúng ta đã học cấu trúc là động từ cùng ưu riêng ô, với ý nghĩa là câu thỉnh dụ đề nghị người khác cùng làm gì đó với mình rồi đúng không? Ví dụ này, uri kachi yong hoặc là kachi chonyeokeum Thì cái này chúng ta sẽ thấy là chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất xuống nhiều uri đúng không ạ? Chúng ta, chúng mình Đấy, rồi Thứ hai, khi chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít, trò nà, tôi á thì nó hỏi ý kiến chủ ngữ có thể làm gì đó, hoặc nên làm gì đó Cái này chúng ta dịch là tôi sẽ làm gì đó, hoặc là tôi nên làm gì đó Đúng không ạ? Mình xem nhá 제가 이 국병에 어디에 놀까요? Có nghĩa là um, tôi sẽ đặt cái bình hoa này uh, ở đâu 내일 내가 몇 시에 있을까요? 아, à, vào ngày mai thì tôi có thể đến đây vào lúc mấy giờ? 추워요? 그럼 창문은 닫을까요? Bạn lạnh à? Nếu vậy thì tôi sẽ đóng cửa cho bạn nhé. Đúng không ạ? Thì mình thấy ở đây là chủ ngữ sẽ phải là tôi nhá. Mình sẽ dịch là tôi. Vậy thì tôi sẽ, đúng không? Chủ ngữ, à, chủ ngữ đề nghị này. Đấy, 닫을까요? Nhưng mà thông thường ấy, thì người ta sẽ nói là Tata Có nghĩa là gì ạ? Tôi sẽ đóng cửa cho bạn nhé Hoặc là người ta có thể đẩy lên kính ngữ Nếu như là cái đối tượng mà mình đề nghị giúp đỡ Là một cái người cần được kính trọng đúng không? Ví dụ như là cháu sẽ đóng cửa cho bà nhé Đúng không? Hoặc là tôi sẽ đóng cửa cho khách hàng nhé Thì chúng ta sẽ đẩy lên kính ngữ là gì ạ? thì chulkayo Cái này là mình đã học ở cái bài đầu tiên nữa nhá cấu trúc ao chủ các bạn có thể xem lại cấu trúc ao 아o... Tôi à, ta ở video bài số 1 của thầy nha. mỗi thua à cái câu này rất là hay sử dụng luôn trong khẩu ngữ luôn. Đây là tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ, à? đúng không? Thì cái từ đi ta này chính là kính ngữ khi mà cái đối tượng cần được gì ạ, à? cần được kính trọng. đấy Còn ví dụ như là một cái người ngang ngang tuổi mình đúng, không? bạn bè của mình thì mình chỉ cần nói là gì ạ? Môi thua chul cao từ chu ta là ok nhá hoặc là môi cái cái câu này thường mình đi ăn á mình sẽ nghe thấy người hàng người ta hỏi cái câu này tức là gì ạ à? ừ, tôi sẽ cho quý khách cái món ăn gì đây nhá vào nhà hàng thì người vào nhà ăn ấy và xích tăng rồi sư thì người ta sẽ nói là xuân nhé mồi cái Đấy. thì cái này thì chúng ta dịch là anh chị muốn dùng gì ạ à? cũng được nhưng mà nghĩa gốc của nó là gì ạ à? là, là, tôi sẽ cho anh chị à, cái gì ạ à? và ơ riêng cài ấy khi dùng với chủ ngữ ngôi thứ ba nó chính là một cái câu hỏi phỏng đoán suy si đoán khi mà người nói người ta tò mò người ta không biết rằng là cái ngôi thứ ba đó sẽ như thế nào cái này chúng ta sẽ thích là giống như là nhỉ ở trong tiếng việt ấy ạ ví dụ nhá nè nai shika không biết là ngày mai thời tiết có tốt không nhỉ kim chi <laughs> ka o đang phỏng đoán này là gì ạ ừ, chắc là kim chi sẽ cay chứ nhỉ không biết là kim chi có cay không nhỉ đúng không kim chi sẽ cay chứ nhỉ hoặc là dạ Min ga we ajik anolkayo. o ừ, tại sao Min che lại vẫn chưa đến nhỉ? Nhá, thì nó là một cái câu hỏi, câu hỏi phỏng đoán cho ngôi thứ ba. nội dung thứ bài thứ sáu thì kết thúc ở đây gì